Sau đây em xin trình bày phòng bài tập về nhà. Đây là con bít 4550. Tuy nó sẽ cấp dao động thạch anh 20 MHz. Các chân từ D2 từ bọt chân có của bọt D từ D2 đến D7 nối vào IC chốt 74573. D1 nối vào LE. LE có nghĩa là chân latch enable, là chân cho phép chốt dịch tín hiệu. Khi LE bằng 1 thì cho phép đưa tín hiệu từ D sang Q. Những chân này Q4, Q5 đối để điều khiển các chức năng khác như là led ba chọn, led bảy đoạn, led ba chọn, led bảy đoạn. Ở đây em chỉ còn dùng led đơn nên chỉ dùng Q4, Q5. Sau đó đưa ra các IC 74595 là cái thanh ghi dịch 8 bit. Ta cần điều khiển 32 led đơn thì ghép ghép tầng 4 IC 574595 là có thể điều khiển được 32 bit, có nghĩa là 32 led đơn. Đây là sơ đồ phần cứng của em. Về phần code, đây void hàm sáng tắt dần phải sang trái 32 led. Điều khiển 32 led thì dùng hàm for từ 0 đến 32. Xuất đây là hàm xuất 32 led đơn. Vào trong thư viện. Vì ta cần sáng dần từ phải sang trái nên ta sẽ dịch 1 rồi cộng 1 thì sẽ được sáng dần từ phải sang trái. Muốn tắt dần từ phải sang trái tương tự thì ta vẫn cứ dịch trái thôi, thì led sẽ tự tắt. Tương tự như với hàm sáng tắt dần trái sang phải 32 led, ta chỉ cần đổi lại thành dịch phải. Vì dịch phải nên là ta phải đưa nên số 1 nằm ở phía bên nằm nằm ở bit cao, nên cộng với lại 0x80000. Thì là hàng chớp tắt 32 lít 10 lần. Hàng này thì khá quá đơn giản rồi, em cũng không muốn nói gì. Y y bằng y đảo. Vậy thôi. Những hàm sau này cũng tương tự, không khác biệt là mấy. Về tiếp theo là hàm sáng tắt dần từ trong ra 32 lít. Ta chia 32 lít đơn ra thành hai phần, mỗi phần 16 lít đơn để điều khiển. Về phần tương tự thì ta đặt thêm các biến là y, y phải và y trái. Phần này tương tự như phía trên đó. Muốn mới đầu từ muốn từ trong ra thì bên phải thì phải dịch trái, để trái rồi o với lại 1, còn bên bên trái thì phải dịch phải rồi o với lại 8000. Về tắt dần thì ta cứ dịch bên bên phải thì cứ dịch trái, bên trái thì cứ dịch phải là sẽ tắt dần được. Tương tự với hàm sáng sáng trái trái sang phải, tắt phải sang trái thì cũng tương tự. Đây là hàm sáng tắt dần 16 led trái sang phải thì cũng tương tự, chia thành hai nhóm đó là y trái và y phải, phải cũng tương tự như vậy thôi, tương tự như hàm mà sáng từ trong ra vậy. Tiếp theo là sáng tắt dần 2 led phải sang trái, tức là mỗi lần sẽ sáng 2 led thì ta dịch hai rồi cộng với lại 0000001 thành là 3, đưa vào máy hết thì là 0x0003 thì mỗi lần sáng được 2 led. Muốn tắt dần thì ta lại dịch trái 2. Về hàm cuối cùng của em đó là chớp tắt 10 led giữa 5 led, chớp tắt 10 led giữa 32 led 5 lần. Hàm for y từ 0 đến 5. Để điều khiển chớp tắt 10 led giữa này thì ta phải cố định 20 led kia là bằng 0 hết. Các led led nào còn led nhận 10 led giữa đang sáng thì để bằng 1. Rồi, không biết 0 0. Chỉ đơn giản như vậy. Voi men setup và hàm qua chu như thường lệ. Sau đây em xin kết thúc phần trình bày của mình bằng bằng một thí nghiệm mô phỏng.